mình đang trở lại cái ngôi biệt thự ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một ngôi biệt thự 2 tầng theo cách tân cổ điển mà công ty Louis nhận thiết kế và thi công, và bao gồm gói nội thất gỗ ở đây luôn. Đó, thì hiện tại căn biệt thự này đã gần hoàn thành rồi, thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng tại nơi đây để xem các hạng mục ở trong này đã được làm tới đâu rồi ha. Giờ cùng tới giờ bên trong ha. Đây đeo mặt là tiền chính của ngôi biệt thự các bạn, rất là đẹp. Có một cái ngang chòi nghỉ bên này đó, chòi này để ngồi uống nước, uống trà, đánh cờ. Còn khu bên này sẽ là có một cái nhà để xe. Nhà để xe trong phần thiết kế 3D cũng rất là đẹp. Sân này thì đang lát đá, chưa lát xong, còn một khúc. Bên đây có cây rất là bự và đẹp ha. Đó, nhìn cái chậu cây rất là hoành tráng luôn. Có một cái hồ non bộ nhỏ nhỏ và một cái thác nước tiểu cảnh ở đây. Đó, đây hồ non bộ chưa có nước nè, thác nước tiểu cảnh. Giờ đang là tầm 2 giờ rưỡi trưa và trời nắng rất đẹp. Ở đây là khoảng sân bên hông nhà ha các bạn. Mình đang đi ra bên hông rồi. Cũng có một cái hồ nước trang trí. Rồi vô bên trong. Các anh em đang thực hiện lắp tủ bếp bên trong, lát sáng giờ cũng được kha khá rồi. À, đây là cái đảo bếp, trước mặt mình là cái đảo bếp. Còn bên trong tủ bếp nó lên khá là ổn rồi nè. Ủa là hôm nay lắp phụ kiện luôn anh Trung? Hôm nay là lắp phụ kiện đầy đủ luôn không hay là đợi? Gắn sẵn hết trong đó luôn rồi đúng không? Hồi có gì mở mở em quay cái. Này nhắm chừng tới mấy giờ thì xong? Này hả? Này mới ráp hết chỉ chân như thế này xong rồi. Dọn dẹp sạch sẽ cái. Đảo bếp thì có lắp gì nhiều không? Không, linh cụm luôn. Linh rồi thôi đúng không? Quay khung cảnh xung quanh cho các bạn coi luôn. Đây là phòng khách. Khách rất là rộng. Cái biệt thự như vậy, phòng khách phải như thế này mới xứng tầm. Biệt thự do được bố trí nhiều cửa, hệ cửa lớn các bạn, nên nhìn rất là sáng luôn. Không, đây là hiện tại là không có một tí ánh đèn nào hết, chỉ là toàn bộ là ánh sáng mặt trời, sáng ngập tràn luôn toàn bộ các góc của căn biệt thự này. Vậy là ngày mai xuống lắp tiếp hay sao anh Trung? Là lắp tủ hả? Tủ gỗ hả? Cửa khung bao hả? Có cánh luôn, lắp cánh luôn cái gì? Có chứ. Cửa này là cửa chọn lại là gõ đỏ hết hả? Hồi không. Đó. Gõ đỏ với bộ này thôi. Có hai cửa gõ đỏ thôi. Họ tên quảng cánh. Trong đây có một cái toilet. Cũng có một cái lavabo. Cũng do xưởng HP Louis sản xuất. Đây. À. Bộ cũng màu trắng luôn. Gỗ sồi, sơn trắng. 5 thành phần. Trên đây lắp thêm công tắc và gương nữa. Cơm bộ hơi bị đẹp. Rồi, mình lên lầu. Tham quan một vòng trên lầu.
than đã ốp đá rồi nè. Đá màu đen ha, cho nó tương phản với cái không gian sơn trắng của tòa nhà. Trên đây làm tương đối gọn các bạn. À, phòng ngủ của các con ở trên này sao? Mình bước ra bên ngoài coi. Đây, khoảng sân nhìn từ trên cao xuống. Cái thợ này có chiều dài rất là dài ha. Còn đây là khoảng ban công ở trên tầng 2 hay trên tầng 1. Đây có hai cái cột đá hoa cương rất đẹp. Có cái máy làm che nắng. Đó, làm bê tông ha. Làm này thì mình có thể sáng tạo là mình treo những cái vỏ cây đó, mình thả rủ xuống đó, kiểu như mấy cái mô hình vườn trên không đó các bạn, vườn treo á đó. Đó, rồi mình qua những cái phòng khác, những ngó sơ sơ. Đó, cơ bản là đã sơn nước ok hết rồi. Giờ chỉ còn đem một số thiết bị như bóng đèn nè. Mình thấy hai bóng đèn chưa có nè. Đó, ổ điện. Đó, còn hệ thống đi điện đi sẵn, dây điện đi sẵn hết rồi. Giờ chỉ còn đem thiết bị về lắp thôi. Một cái phòng này có rất là nhiều kiểu phối gạch ha các bạn. Mình thấy để ba cái loại gạch khác nhau luôn. Rất là sáng tạo. Đó là phòng ngủ của các con. Đây là phòng ngủ hai con trai. Còn hồi nãy là phòng của bé gái. Đây, phòng của con trai. Mỗi phòng đều có toilet riêng ở bên trong phòng các bạn. Đây lại là một cái gạch vệ sinh khác nữa. Mình đi lướt lướt thôi. Tại giờ cũng chưa có mang đồ gì vào nhiều. Đó, một cái phối gạch khác. Thường là sẽ phối kiểu nhấn, chỗ nào mà có vòi tắm sẽ nhấn một cái hàng ở đó. Đó, như ở đây sẽ có cái lavabo, mình đoán vậy, sẽ cũng sẽ nhấn một cái hàng gạch khác màu so với tổng thể. Rồi, lên trên cùng là tầng mái. Tầng áp mái này cũng được tận dụng đó các bạn. Biệt thự này mình thấy xét về quy mô sẽ là một trệt và hai lầu. Tầng trên này vẫn có không gian chức năng để có thể ở và sinh hoạt được luôn. Có một phòng ngủ dự phòng ở đây. Đó. Đó, các bạn thấy cái mái nó nghiêng nghiêng không? Tuy cái mái nó hơi làm không gian nó hơi thấp xuống một chút, nhưng mà vẫn ở được. Các nhà ở Đà Lạt cũng có những cái kiểu mái nghiêng như vậy, cũng có thiết kế để ở thoải mái. Đây, ở đây có thể tận dụng để đồ, làm kho, hoặc là có thể là làm phòng giải trí, karaoke, bia, bóng bàn đó. Rồi, vậy là mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn biệt thự tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn thấy thì
cái ngôi biệt thự này giờ cũng đã gần hoàn thành rồi ha. Anh em nội thất của Louis cũng đã đưa vào tủ bếp. Những ngày sau thì sẽ lắp bộ cửa gỗ và những cái bộ tủ quần áo cho ngôi biệt thự này nữa. Lúc đó ngôi biệt thự hoàn thiện rồi mình sẽ quay trở lại mình ghi hình thêm một lần nữa. À, thì nếu các bạn quan tâm thì có thể nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo video mới nhất từ Louis để xem tiếp những hình ảnh tiếp theo của ngôi biệt thự này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.